Quý vị đang theo dõi chương trình Chào buổi tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và cùng Thanh Huyền gặp gỡ vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, những ngày vừa qua thì có lẽ là tính từ như là gian lận, dối trá, tham lam được nhắc đến rất nhiều trên mạng xã hội và trong các câu chuyện hàng ngày. Từ chuyện gian lận thi cử Hà Giang cho tới việc lái xe xích lô trả tiền âm phủ cho khách nước ngoài. Hay như trước đó là chuyện thầy đạo văn của trò để được công nhận giáo sư, hay là chuyện doanh nhân hàng đầu nhập lụa Trung Quốc về bán nhưng mà vẫn quảng cáo là lụa Việt chính gốc. Dường như từ bé tới lớn, từ già tới trẻ, từ người lao động chân tay tới cả những người có địa vị, nhiều người Việt sẵn sàng gian lận để có được lợi thế về tiền bạc hay là điểm số, danh tiếng ngay khi mà họ có cơ hội. Đó là biểu hiện cục bộ cá thể của một số ít người hay là căn tính xấu của nhiều người Việt. Nếu đúng là căn nguyên của bệnh này từ đâu ra, chúng ta sẽ cùng bàn luận nội dung này trong tiểu mục chuyện tối nay của chương trình với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Giá, là chuyên gia văn hóa, là giảng viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Giá cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một tổng hợp sau đây của chúng tôi. Năm 2015, theo kết quả từ nhóm nghiên cứu của giáo sư Trần Ngọc Thêm, giám đốc Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì giả dối, bệnh thành tích và thiếu ý thức pháp luật là ba căn bệnh được lựa chọn đứng đầu trong 33 tật xấu cơ bản của người Việt cần được loại bỏ. Khi khảo sát 5.604 người ở nhiều độ tuổi khác nhau, với tỷ lệ được lựa chọn cao đến mức giật mình, bệnh giả dối 81% số người khảo sát lựa chọn, bệnh thành tích là 75,1% và bệnh thiếu ý thức pháp luật là 68,2%. Còn trước đó, theo điều tra của Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục, thì tỷ lệ nói dối cha mẹ của học sinh cấp tiểu học là 22%, cấp trung học cơ sở là 50% và cấp phổ thông trung học là 64% và sinh viên đại học là 80%. Vâng, và bắt đầu cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Giá. Thưa Phó Giáo sư, là khi mà câu chuyện ở Hà Giang bị phát giác thì rất nhiều người đã rất sốc và cho rằng đây là một câu chuyện rất là cá biệt. Nhưng sau đó thì những nghi vấn về gian lận thi cử đã xuất hiện ở Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Bạc Liêu, Khánh Hòa. Nghĩa là từ Bắc tới Nam đều đang xuất hiện những nghi vấn về thi cử. Từ góc độ văn hóa thì ông nghĩ sao về vấn đề này ạ? Tôi cho rằng là mấy hôm nay thì dư luận xã hội thì nói quá nhiều về câu chuyện này. Đây là một cái tình trạng mà rất đáng buồn của cái đời sống giáo dục Việt Nam. Nó là một cái ca gian lận được phát giác và trở thành một cái vụ scandal rất lớn và nó khiến dư luận xã hội hết sức quan tâm. Và có lẽ đây không phải là một trường hợp duy nhất. Và theo tôi nghĩ có thể nó đã có từ nhiều năm nay, nhưng đến năm nay bắt đầu nó mới bị phát giác và nó tựa như là một cái sự đổ vỡ. Và lúc đó bắt đầu bây giờ mới được quan tâm một cách rộng rãi như bây giờ. Vâng, nghĩa là cái tình trạng này không phải là mới đây mới xuất hiện, mà đến bây giờ thì chúng ta mới thực sự nhìn nhận vào nó một cách xác đáng hơn. Thưa Phó sư Ngô Văn Giá, là thí sinh thì gian lận thi cử, giáo sư thì đạo văn, rồi taxi thì cháo tiền của khách, rồi xe xích lô thì trả lại cho khách tiền âm phủ như chúng ta vừa nghe gần đây. Một vài sự việc như vậy thì có thể thấy rằng là cái thói gian lận dường như là không hề phụ thuộc vào học vấn, địa vị hay là kinh tế, có đúng không thưa Phó Giáo sư? Cái chuyện này rất đáng buồn, nó có một căn nguyên rất sâu từ trong đời sống xã hội. Chúng ta biết rằng là xã hội Việt Nam chúng ta ấy, những năm có thể nói là những năm trước 75, khi mà và xa hơn nữa, từ chúng ta sống trong một đời sống cộng đồng làng xã hoặc là xã hội phong kiến, hoặc là trước 75 là thời kỳ chiến tranh, thì lúc đó người ta sống tương đối trong trẻo, lành lặn, mặc dù đời sống có nghèo nàn về vật chất, thế nhưng mà người ta vẫn giữ được cái sự thiên lương, cái đạo lý. Và lúc đó thì cái gọi là những cái vụ gian lận quy mô lớn như thế này hầu như là không có. Nó chỉ có thể là những câu chuyện rất vặt vãnh trong đời sống cá nhân thôi, ở trong những cộng đồng làng xã nhỏ thôi, chứ không bị phát tác như là một cái đại dịch như ngày hôm nay. Thế và như thế thì để thấy rằng là sau này thì bắt đầu câu chuyện này, cái chuyện gian lận, cái chuyện nói dối, nó trở thành một cái dịch bệnh tràn lan. Điều này rất nguy hiểm và càng ngày, theo tôi nghĩ là ngày càng trở nên trầm trọng. Và những cái vụ mà gian lận trong thi cử như vừa rồi, nó chỉ là một cái phần nổi trong một cái tảng băng trôi. Vậy thì theo đánh giá của Phó Giáo sư Ngô Văn Giá thì
đâu là những nguyên nhân để dẫn tới cái căn bệnh gian dối này, và liệu rằng là tính cộng đồng làng xã hay là tính tiểu nông từ xa xưa thì có can dự vào việc này hay không? Cái tính cộng đồng làng xã và tiểu nông cũng có can dự, nhưng mà theo tôi nghĩ nó không phải là nguyên nhân chính. Cái nguyên chính của chúng ta tức là chúng ta rơi vào một cái thời đoạn có thể nói là nó bị đảo lộn, và có những người dùng những chữ mạnh hơn tức là thời kỳ vô đạo, thời kỳ vô pháp, tức là người ta hoàn toàn là khinh nhờn pháp luật, không có pháp luật là gì cả. Từ chỗ khinh nhờn pháp luật thì người ta cũng không cần biết đến luật, và người ta cứ sống theo cái cách của người ta, theo hướng là trục lợi, làm gì có lợi nhất cho chính mỗi người hoặc là cho những nhóm lợi ích thì họ bất chấp họ làm. Và đây chính là cái chỗ mà nó dẫn đến cái tình trạng gian dối, gian lận, và nó phá vỡ toàn bộ cái đời sống, cái nền tảng đạo đức của xã hội này. Và bây giờ thì đúng là cái nền tảng đạo đức xã hội nó vỡ ra từng mảng, mà không hiểu là có cách nào không để cứu vãn được hay không, là một câu chuyện rất nan giải. Vâng, như vậy căn nguyên sâu xa của vấn đề là mọi người dường như là chạy theo lợi ích riêng của cá nhân bản thân mình mà quên đi hết tất cả những đạo lý thông thường, đúng không ạ? Ở Việt Nam mình thì nó có một điều rất đáng buồn là thế này này, tức là có hai cái chuyện lẽ ra phải cùng đồng thời cùng lúc. Cái thứ nhất tức là phải vừa đi giáo dục người khác, đi truyền thông tuyên truyền giáo dục người khác từ các cấp trường học, từ gia đình, nhà trường và xã hội, và cái thứ hai là phải tự tu thân, tức là tự giáo dục chính mình. Thế ở Việt Nam chúng ta thì chủ yếu mạnh cái chuyện là quen cái chuyện là đi giáo dục người khác, nhưng mà không nghĩ đến chuyện tự giáo dục chính mình, tức là cái gọi là phép tu thân, có kỷ luật với chính mình, tự tu dưỡng chính mình. Cái này là cái quá trình ở Việt Nam là kém. Và chính vì mà không tu dưỡng chính mình để cho mình trở nên kém cỏi đi, hư hỏng đi, và như vậy thì nó không còn có ý nghĩa giáo dục đối với người khác nữa. Và anh mất điểm ngay trong cái chuyện đi nói những điều đi giáo dục người khác thì trở nên là giả dối. Đấy, vấn đề cái gốc của nó là chỗ vậy. Vâng. Cho nên trong hai quá trình ấy, cái quá trình tự giáo dục chính mình và quá trình đi giáo dục người khác, nó phải là ngang nhau. Và thậm chí trong bối cảnh hôm nay thì cái gọi là tự giáo dục chính mình, tự kỷ luật chính mình, tôi cho rằng đấy là chuyện quan trọng hơn và cấp thiết hơn. Vâng, chính xác là như vậy. Nếu mà mỗi người đều sống đúng theo những nguyên tắc, đạo lý và nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình thì chắc chắn là xã hội sẽ tốt lên rất nhiều. Thưa Phó sư Ngô Văn Giá, cái điều mà người ta đang lo lắng nhất hiện nay không phải là ngày càng có nhiều người gian lận vì tham cái lợi nhỏ cho bản thân mà lại gây ra những cái mối họa lớn cho xã hội, mà người ta lo lắng hơn ở một điểm là dường như càng ngày người ta lại càng coi chuyện gian lận là bình thường, và gian lận thì mới là người khôn, và đôi khi người ta cho rằng là những người mà sống thật thà ngay thẳng quá lại là những người dại. Vậy thì ông nghĩ sao về hậu quả của cái tư duy này? Đây là một cái điều rất đáng lo ngại. Đấy, trong dân gian có những cái câu mà chúng ta nghe thường ngày, thật thà thì ăn cháo, láo nháo ăn cơm. Tức là đôi khi người ta khinh nhờn pháp luật, và đôi khi lại người ta chấp nhận nói dối, mặc nhiên nói dối một cách say mê, có khi như vậy, và tin vào điều nói dối của mình. Đôi khi là nó nói dối nhiều quá thì nó sinh ra một cái thứ căn bệnh, nó gọi là ám thị, mà tự ám thị, tức là tin vào điều mà mình nói dối, và cứ xem như những điều mà mình đang nói dối là những điều giá trị. Thì cái điều này thật là nguy hiểm. Nó là một căn bệnh mà tràn lan và trầm kha của đời sống xã hội ngày hôm nay. Đúng như là chị nói, đến bây giờ thì nó có cái chuyện là khinh nhờn pháp luật. Và từ chỗ khinh nhờn pháp luật tức là vô pháp, thì căn bệnh này rất khó có thể nào mà cứu chữa được, tức là tình trạng khó vãn hồi. Bây giờ thì cái đầu tiên và quan trọng số 1 là phải thượng tôn pháp luật. Phải bắt đầu đi từ pháp luật. Chứ không đi từ pháp luật thì không thể nào mà có thể là chữa trị được căn bệnh này. Điều này cũng liên quan tới một tổ chức xã hội nữa. Cái cơ chế xã hội này nó phải tổ chức lại một cách thế nào đó, theo một cách thức thế nào đó, để mà kiềm giữ lẫn nhau, kiểm soát lẫn nhau, khống chế lẫn nhau, và đưa tất cả vào một cái trật tự thế nào đó, thì hy vọng mới có thể dần dần cải thiện được tình hình. Vâng, để bỏ được thói xấu của một con người thôi thì đã rất là khó rồi. Vậy thì để bỏ được thói xấu của cả một cộng đồng thì nó lại càng là công việc khó khăn hơn rất nhiều. Vậy thì ông có trăn trở gì về điều này không ạ? Điều này rất đáng lo ngại. Tôi cho rằng là
trong cái thời hôm nay ý, nó là một cái thời mà có thể nói là mọi chuyện nó vỡ ra từng mảng. Cái đời sống xã hội, cái cấu trúc xã hội, cấu trúc tinh thần, niềm tin của con người, đạo lý con người nó cứ rã đám, nó cứ vỡ ra từng mảng. Và bây giờ bắt đầu phải như thế nào? Đây là một câu chuyện rất khó. Có lẽ phải bắt đầu từ cách thức tổ chức xã hội. Một tổ chức xã hội tốt thì chắc chắn nó sẽ có khả năng kiểm soát tốt và nó đưa con người vào một trật tự tốt. Và cộng với cái tổ chức xã hội theo một cách nào đó thì liên quan tới vấn đề thượng tôn pháp luật. Như vậy thì hy vọng mọi chuyện có thể khá dần lên. Rất cảm ơn Phó sư tiến sĩ Ngô Văn Giá đã tới với trường quay Chào Buổi Tối với những chia sẻ rất là sâu sắc. Và tất cả chương trình Chào Buổi Tối hôm nay của chúng tôi cũng xin được phép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.